Xin chào các bạn, và hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một thắc mắc phổ biến là có nên làm răng sứ khi đang mang thai hay không? Thai kỳ là một cái giai đoạn rất nhạy cảm. Và cần sự chú ý đặc biệt về sức khỏe. Vậy, làm răng sứ trong giai đoạn này thì có an toàn hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay bác sĩ Cường nhé. Thai kỳ là một giai đoạn vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mẹ và bé. Vậy việc làm răng sứ trong thời gian này có thực sự cần thiết và an toàn hay không? Thời điểm an toàn để làm răng sứ là trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thì mẹ bầu nên hạn chế can thiệp vào y khoa. Tuy nhiên từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu của thai kỳ thì cơ thể của mẹ bầu đã ổn định hơn và đây là thời điểm lý tưởng để mà có một số cái thủ thuật. Nhưng mà bác sĩ Cường vẫn khuyến cáo là không nên làm răng sứ vào thời kỳ mang bầu. Tuy nhiên từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu của thai kỳ thì cơ thể của mẹ bầu đã ổn định hơn và đây là thời điểm để ví dụ như là chúng ta lấy cao răng hoặc là làm các thủ thuật đơn giản, nhưng bác sĩ Cường vẫn khuyên là không nên làm răng sứ nhé. Nếu mà chúng ta buộc phải làm thì khi sử dụng thuốc tê thì chúng ta cần phải đảm bảo an toàn trong quá trình làm răng sứ. Bác sĩ sẽ sử dụng loại thuốc tê an toàn cho thai phụ và không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa và bác sĩ nha khoa là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Và hãy nhớ hạn chế căng thẳng. Một yếu tố quan trọng khi làm răng sứ trong giai đoạn mang thai là tránh căng thẳng, vì căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Chính vì vậy là quá trình làm răng sứ này cần phải thực hiện nhanh chóng. Và nếu bạn đang mang thai và lo ngại về vấn đề răng miệng thì đừng ngần ngại đến với bác sĩ Cường để nhận tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu nhé. Chúng tôi luôn ưu tiên sự an toàn của mẹ bầu và bé và đảm bảo quy trình làm răng sứ được thực hiện đúng thời điểm và đúng kỹ thuật. Đăng ký ngay hôm nay để nhận được ưu đãi miễn phí tư vấn kiểm tra. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề khác mà nhiều người thắc mắc là sau khi làm răng sứ thì có cần phải ăn kiêng hay không? Hãy đón xem video vào ngày mai để có câu trả lời chi tiết nhé các bạn.